khô can về hàng giá siêu rẻ luôn coi nha, từ mã máy khoan, máy mài, đồ pin, trời ơi mua cũng gì cũng có tặng và mua gì cũng sẽ được bao phí vận chuyển toàn quốc tới tất cả quý khách hàng nhà em luôn. Và giá đảm bảo là bao rẻ. Cần đồ điện có này, cần hàng pin có hàng pin luôn, tham khảo luôn giúp em các bác nhá. Đây nha các bác ơi, đây về đồ pin này, mài pin có, xích ốc có, trời quả pin chất lượng này, rồi quạt pin có từ 200 cành rồi các bác ạ. Bao phí ship luôn, quá là ngon luôn. Rồi quạt 14 inch, mã máy cắt đa năng, rồi kéo cắt cành, cắt ống nhựa. Trời ơi, quá đầy đủ phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. Muốn con mã nào, cho chức năng nào thì có thể tham khảo luôn giúp em nhá. Đây nhá, đầu tiên một cái mã máy xiết ốc đây. Xiết ốc mã này là lâu này em có đúng là nhìn chắc là khoảng 100 con. 100 con duy nhất phục vụ khách hàng nhà em luôn. Bình thường với những dòng mã máy khoảng hơn 300 new, đảm bảo luôn các bác mua phải với mức giá là 500 cành đúng không? Ngày hôm nay này, con này 320 new của Hukan, bu lông đầu rỗng 2 trong 1 nha. Hai cấp chỉnh tốc. Em gắn thử vô một khối pin cho các bác nhà em xem luôn. Trời ơi, quá ngon luôn. Tốc 1 nè và tốc thứ 2. Motor bờ rút led không chổi than các bác nhá. Giá phục vụ tất cả các bác nhà em 390.000. Em bao ship và bảo hành cho khách hàng bên em sẽ là 6 tháng trên toàn quốc nha. Hàng công ty, yên tâm về chất lượng luôn. Giá thành phải là quá bèo mọt luôn rồi. Có lô 100 con để giá sale thành lý cho bác thôi. Rồi, Hukan này dập nổi cho em nhá. 320 new G1BL320N. Cho em nói chung là không nhớ mã dài, nhớ cho em là 320 new tôn là ok. Cần một con mã máy vừa ship ốc này, vừa bán vít bán tôn thì tham khảo con này luôn nhá. Ngoài ra đây, một cái mã máy mài này thì đúng thực sự ra là về hàng khách hàng khen quá trời vì giá nó rất là rẻ. Giá rất là rẻ luôn. Cấp 1 cho em này, 2 này và 3. Rồi. Năm nay Hukan thì họ phát triển cái thương hiệu của Rickman quá trời luôn, vì máy mài có này, bu lông có này, máy khoan cũng có luôn, rất là nhiều mã máy để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em luôn các bác nhá. Con này thì con mã Rickman máy mài. Công tắc là công tắc có bõm này, tay to tay nhỏ xài ok cho em. Có dụng cụ chắn, có tay cầm phụ, có tay mở lưỡi. Con này thì bảo hành 6 tháng luôn các bác nhá. Mà giá hiện tại 470. Đó, 470 cho em nhá. Em bao phí vận chuyển cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra ok trước khi thanh toán nhá. Là một mã pin thực sự với các bác ơi, mua một tặng một hoàn hỉ luôn. Pin này Hukan 10 cell 4A. Con này dòng xả lên đến là 15C. Đặc biệt luôn nhá, chưa một mã nào mà được bảo hành 1 năm. Con này bảo hành cho khách hàng nhà em là 1 năm. Bảo hành cho các bác nhà em sẽ là 1 năm trên toàn quốc luôn. Đây, nhìn giúp em cái vỏ pin này. Nhìn giúp em cái vỏ pin cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Mang đi chậm đục, các bác mà rơi rớt ấy, cũng không sợ bị bể luôn. Có chân phổ thông này. Rồi, chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Magata này. Có báo pin cho em, các bác bấm vô này. Rồi, bấm vô cho em là báo pin nhá. Rồi, bác nhìn rõ rồi. Đó, con này mua một pin tặng một sạc. Mạch pin là mạch pin 4 MOSFET, pin 10 cell 4A, dòng xạ 15C, bảo hành 1 năm. Mua một pin tặng một sạc. Sạc thì tặng là sạc nhanh nhá. Sạc là tặng sạc nhanh 2.5A của Hukan luôn. Sạc này chỉ giá lên đến là 290.000 cơ. Mà mua quả pin này tặng cái sạc mà giá chỉ có là 720.000 em bao phí ship. Một khối pin này nặng 7 nặng 2 luôn cho em các bác nhá. Thực sự luôn. Gây ép tải vô tư thoải mái, mài cắt bê tông khoan đục các kiểu luôn các bác. Chân pin thì là chân pin phổ thông, chân pin M21 Makita nha các bác. Khoảng cách 2 chân pin 4 phân. Vừa cắm được sạc bàn thông thường lại còn vừa cắm được sạc kim cắm lỗ luôn. Đó, 10 cell 4A xả 15C. Hoan hỉ luôn, đợt này là về lô này là phía nhà máy là giới thiệu sản phẩm nên là giá mức giá ưu đãi, lại còn được tặng kèm kỷ niệm thêm một cái sạc nhanh này luôn để các bác nhà em trải nghiệm một quả pin ngon chất lượng giá rẻ. Có 720.000 một quả thôi bác nhá. Mua một pin tặng một sạc nhanh luôn, cực kỳ ngon. Cần một cái mã pin nhẹ nhàng vừa phải nhưng mà khỏe, dòng xả cao, dung lượng lớn, ok chuyển con này luôn, lại còn có sạc nhanh để các bác anh em sạc xài pin rất là ok. Đây, và tiếp luôn cho em một cái sản phẩm không thể thiếu với tất cả quý khách hàng em trong mùa hè oi bức luôn. Một mã quạt pin 8 inch các bác nhá. Con này đường kính cánh là 20 phân, còn bao lồng ngoài sẽ là 22 tới 23 phân.
1 này, tốc 1 cho em và tốc thứ 2. Hai cấp chỉnh tốc độ các bác có thể tùy điều chỉnh từ công tắc luôn nhá. Cứ có pin chân phổ thông thế này là sao ok luôn. Em gắn vô này. Rồi. Để tốc 2 này và tốc 1 giúp em. Rồi. Hai cấp chỉnh tốc nha. Muốn tiết kiệm pin các bác để tốc 1, và muốn nó khỏe hơn thì các bác có thể là để tốc 2 giúp em. Quạt pin 8 inch bình thường chỉ có một tốc, con này là này có hai tốc mà đầu vụ nên là giá rẻ. Một vụ một lô có 100 con thôi, hiện tại là còn có 20 con thôi. Giá của khách hàng em là 200 ngàn. 200 ngàn là bao phí vận chuyển, nhận hàng kiểm tra ok trước khi tỏa nhá. Chân pin phổ thông, chân pin 4 phân 8 inch luôn. Ngoài ra ngày hôm nay này về luôn cho khách hàng nhà em một cái mã quạt pin, thực sự ra mã này em bán nhiều lắm luôn. Bán từ trước tới nay là em bán quá trời nhiều với quả mã quạt pin 14 inch. Gọi cho em quạt pin 14 inch của Vucan. Mã này đây nha các bác ơi, quạt pin mã quạt pin Vucan. Mã máy của nó sẽ là đây. CRF3501PC. Nhìn giúp em nhá, em sẽ đo cái lồng này. Em đo cái lồng luôn các bác, nhìn giúp em. Quấy khoảng hơn đâu. Khoảng tầm 40 mấy 50. Rồi. Còn vị trí từ cái chân lên đến đỉnh của nó giúp em này, khoảng tầm 60 nhá. Đường kính cái lồng quạt của nó khoảng tầm 40, còn ba phía ngoài khoảng tầm 47 48 gì đó nhá. Mua một quạt tặng một đèn. Trời ơi, mua một quạt tặng một đèn nhá. Đèn này là đèn 15W của Vucan luôn, hoan hỉ với tất cả khách hàng nhà em. Giá sale đầu vụ nên là có giá rẻ nhá, tầm giữa vụ em sợ nó lên cao nên xin phép là hiện tại là có hàng giá rẻ thì em bán giá rẻ phục các bác khách hàng bên em luôn. Cứ có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21 thế này thì tham khảo luôn giúp em. Gắn thử nha các bác. Ok này. Tốc 1 cho em này, tốc thứ 2 và tốc thứ 3. 3 cấp chỉnh tốc độ các bác nhà em có thể tùy điều chỉnh trên nút nguồn giúp em nhá. Con này có hẹn giờ 1 tiếng này, 2 tiếng này, 3 tiếng, à 4 tiếng. Và có xoay. Có xoay được các bác nhá. Nhiều khi cả nhà dùng một cái quạt bắt mát cả nhà dùng mất điện ok chỉnh ngay cái mã quạt pin này. 3501 của Vucan, thiết kế làm cái cánh nhựa thế này, lồng nhựa này. Nó rất là an toàn, ví dụ trẻ nhỏ không có sợ nha. Không có sợ luôn các bác ơi. Đó, rất là mát luôn. Rồi, giá hiện tại của khách hàng nhà em, thân quạt nhá. Thân quạt là cộng với tặng thân đèn, giá hiện tại 1.200.000. 1.200.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng kiểm tra ok trước thanh toán nhá. Đầu vụ có giá rẻ, giá siêu ưu đãi phục vụ tất cả quý khách hàng bên em luôn các bác ơi. Và ngày hôm nay này, bên em cũng về được rất là nhiều thân máy của Vucan. Đây, con máy mài này. Máy mài 4.900, một bầu trời công nghệ luôn. Thử cùng em nhé. Đấy, em vẫn đang bật máy bình thường. Đây. Mà ngắt luôn. Rơi tự ngắt, vỡ đá tự ngắt. Và khi các bác nhà em bị văng này, là cũng tự ngắt luôn cho em nhá. Vẫn đang bật máy. Đấy, quá là ok luôn. 3 tính năng ăn tiền và cực kỳ an toàn, mà an toàn tuyệt đối luôn các sếp ạ. Con này giá hiện tại phục khách hàng nhà em 670.000. Em bao phí ship nhận hàng 6.900 của Vucan, mua 1 tặng 1 mà chỉ có 670.000. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn, nhận hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán các bác nha. Đây, công tắc trượt nha. Tốc cao nhất của nó sẽ là 6.900 nhá, 3 cấp chỉnh. Tốc 1 là 2.300, tốc 2 là 4.600 và tốc thứ 3 là 6.900 vòng. Có dụng cụ chắn, có tay cầm phụ và có tay mở lưỡi luôn các bác. Và một cái mã máy xiết ốc mở vô lông Gregman. Trời ơi, rất ít đơn vị mà làm cái mã vô lông dòng lực lớn mà lại làm đầu rỗng. Đây, Gregman làm đầu rỗng luôn cho em. Thì này, 500 N các bác nhá, làm đầu rỗng luôn. Thân máy này, các bác xít ốc lớn, bắn vít, bắn tôn, khỏe. Lấy luôn cho em mã này. Đó, mà giá hiện tại nhá, bình thường 680, ngày hôm nay hoan hỉ 650.000. Em bao phí ship, nhận hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước thanh toán. Còn nếu các bác nhà em đang cần một mã máy bắn vít, bắn tôn, đây đi làm nhôm kính, làm nghề mộc, hay các bác nhà em đi làm trần vách thạch cao thì tham khảo
Con em đang cầm là con TD173 mã màu xám. Màu xám xi măng nhá, đầu chuyên vít chuyên tôn, gắn thử một cối pin để cho các bác nhà em xem thử luôn. Đây hai vị trí điều chỉnh này, tốc 1 này, tốc thứ 2 này, tốc thứ 3 này và tốc thứ 4 cho anh. Rồi. 4 cấp chỉnh tốc có thể điều chỉnh trên nguồn hoặc có thể điều chỉnh phía trên cò luôn cho em. Đầu chuyên vít chuyên tôn, Hukan bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc, motor bờ ru lách không than các bác nha. Vòng tua tốc có nhất khoảng 3.200 vòng một phút. 180 new mà có 520.000, bình thường bán 570, ngày hôm nay bán 520 của khách hàng nhà em. Nên hàng kiểm tra ok, về bán vít, bán tôn, làm nhôm kính, làm nghề mộc, bảo hành 6 tháng nhé. Màu xám này thì khách hàng rất là chuộng luôn. Ngoài ra cần một con nó lớn hơn một chút xíu. Đây. Con này em đang cầm là con 230 new. 230 new của Hukan. Trước là có làm cả cái hộp đựng bằng nhựa, nhưng mà hiện tại thì cái hộp bằng nhựa gọi là công ty gọi là giảm bớt, cắt bớt chi phí đi để có được mức giá ưu đãi tốt nhất có thể phục vụ khách hàng. Thì con này 230 new của Hukan, mua một thân máy, kỷ niệm một cái thước cuộn, giá phục vụ khách hàng em 650, 650.000 là em bao phí ship. Nhận hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra hai mã sản phẩm mới về phục vụ khách hàng nhà em, đồ pin cực kỳ tiện dụng. Đây, một con kéo cắt ống rồi một mã kéo cắt canh. Đều có hộp đựng nha, đều có hộp đựng bằng nhựa luôn. Em đang cầm này. Em đang cầm là con kéo cắt ống của Hukan. Thực sự ra thì các cái mã này em đã có video test quá trời luôn. Đây, gắn thử vô cho bác xem luôn. Con này sẽ công tắc nguồn này. Các bác gắn vô pin này, tít tít giúp em. Rồi, ok, nhấn hai phát cho em để nó tít tít rồi mới chạy được nhá. Đấy, đợi kêu tít tít này, các bác bắt đầu chạy giúp em. Cắt bao ngọt, cắt ống từ 40 đổ lại cho em nhá. Con 5440BL, 5440BL. Cắt thì phải nói siêu ngọt, nhiều khi mà các bác gọi là bí bí ấy, có thể mang ra cắt canh được. Em có test thử luôn rồi. Đồ pin thì tiện dụng, đỡ phải cái sức bỏ sức lực của mọi người ra. Đấy, mọi người dùng luôn em, tay nhẹ nhàng luôn. Giá hiện tại phục vụ tất cả các bác khách hàng nhà em con này, thân máy nhá, 1.280.000, 1.280.000 ngày hôm nay giá sale 1.250.000. Có màn hình như này, hiển thị cái phần trăm của quả pin và hiển thị cái số lần mình cắt luôn các nhá. Mã 5440, kéo cắt ống 5440, hàng của Hukan, hàng chất lượng. Ví dụ các bác chưa có pin, lấy một thân máy cộng một pin có tặng sạc. Thân máy bảo hành 6 tháng, pin bảo hành 1 năm rồi có sạc nhanh luôn, quá là ngon luôn. Ngoài ra mà các bác có pin sạc rồi, lấy thân máy 1250 một thân máy. Còn ra còn các bác có thể mua với bất cứ cái pin nào, cứ chân phổ thông là sao ok này. Rồi tiếp cho em một cái mã kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì các bác nhà em tỉa cành cây, các bác nhà em mà làm cắt tỉa cây cảnh đó, tham khảo luôn em làm vườn. Con này phục vụ các bác làm vườn nhá, tham khảo cho em con mã máy kéo cắt cành 3030BL của dòng Hukan. Con này nhìn giúp em cái thiết kế cái tay cầm của nó, thôi kim loại luôn nhá. Thiết kế tay bóp bằng kim loại luôn, Hukan dập nổi bảo hành 6 tháng. Có màn hình hiển thị để báo, thứ nhất là báo phần trăm của quả pin, thứ hai là báo cái số lần cắt. Đây, các bác nhìn giúp em 78% này. Và số lần cắt là 0. Đấy, bấm hai phát này để nó kêu tít tít là các bác bắt đầu cắt được luôn nhá. Siêu ngọt luôn, trời ơi. Con này thì các bác cắt sâu cho em, cắt sâu tối đa là 3cm nhé, 3cm luôn. Rồi, các bác mà rồi, để như này thì các bác hãy tắt đi nhá, để cho nó an toàn và yên tâm luôn. Đấy. Rồi con ạ, con mã thân máy kéo cắt cành của Hukan bảo hành 6 tháng. Mua thân máy là có tặng kèm cái hộp đựng bằng nhựa, hai con đều có tặng kèm hộp nhựa nhá. Thì thân máy con này giá phục khách hàng nhà em là 1.180.000. Sale ngày hôm nay là 1150 nhá. 1150 em bao phí vận chuyển nhá, các bác làm vườn thì không thể thiếu luôn. Nhân hàng kiểm tra ok cho em trước khi thanh toán á. Mà tầm này này, như em ở ngoài Bắc này, mưa gió rất là nhiều, mùa xuân mà. Mùa xuân thì mưa quá trời, mưa quá trời luôn. Tham khảo cho em một con mã máy rửa xe. Rửa xe ngon, hàng chất lượng, hàng công ty nhá. Bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc. Đây, đi giúp em. Các bác có thể nhìn luôn, tham khảo giúp em. Một con mã máy rửa xe của Hukan,
Con này là con 3000W. Rồi, rửa xe Hukan 3000W có chỉnh áp luôn nhá. Rồi, con này 3000W này, có chỉnh áp hàng công ty, mã là CWM3000. Con này thì cắm điện lưới 220 này, cái lưu lượng nước của nó 163 12 lít một phút luôn các bác nhá. Áp chỉnh đây, công tắc bật mở nó đây. Đặc điểm đặc biệt của mã sản phẩm này luôn cho em. Rồi, nhìn hộ em. Áp sẽ là áp chống giật. Áp chống giật cực kỳ an toàn, yên tâm cho người sử dụng luôn. Có đầy đủ luôn cho bác này. Cái tay nối dài, rồi súng xịt rửa. Và có dây cấp nước vào, dây xịt rửa xe. Dây xịt rửa xe của nó lên tới là 15m các bác nhá. Cút nối bằng đồng luôn. Cút kết nối bằng đồng luôn giúp em. Có bình bọt xà phòng. Và ngày hôm nay thì nếu mà các bác đang cần một con mã máy rửa xe điện chất lượng, công suất lớn, khỏe, tham khảo mã này cho em. Mô tự động 100%, các bác xách cái thân máy lên, các bác cân 10,5 kg luôn cho em. Đó, cầm nó khác hẳn với các mã khác luôn. Giá hiện tại 1.900.000. 1.900.000 là em bao phí ship. Nhận hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng công ty, hàng ngon chất lượng mà giá xe luôn. Con này là có áp chống giật an toàn tuyệt đối luôn. Con cần một con hàng ngon thì cứ tham khảo các bác ơi. Ngoài ra ngày hôm nay thì công ty cũng về luôn phục vụ khách hàng nhà em các cái mã cắt nhôm. Đây, mã cắt nhôm lưỡi 2 tấc 1, lưỡi 2 5 5 và có cả cắt sắt luôn. Em đang cầm này là con mã máy cắt nhôm. Con này là 2 tấc 1 giúp em các bác nhé. Đây nha các bác ơi. Rồi, cực kỳ tiện dụng luôn. Ngoài ra con này nghiêng này. Con này các bác có thể nghiêng cắt, nghiêng cắt cho em 45 độ như này. Đó, rất là ok luôn. Đấy, cắt vát các kiểu. Ôi, cắt thường thẳng lên cho em. Con này thì lưới 2 tấc 1 hàng của Hukan. Đi kèm theo công ty có tặng cho bác anh em một lưỡi cắt nhôm rồi các bác nha. Cùng em xem thông số của nó. Công suất là 1500W lưỡi 2 tấc 1 mã MS210. Vòng tua sẽ là 4.800 vòng 1 phút, hàng công ty, bảo hành cho mình là 6 tháng. Và ngày hôm nay thì giá rất là rẻ rồi. Hiện tại giá phục vụ khách hàng nhà em chỉ với mức giá là 1.550.000. Em bao phí vận chuyển. Nhận hàng thì các bác sẽ đều được kiểm tra hàng cho em là trước khi thanh toán nhá. Con này chạy là chạy mô tô trực tiếp luôn đúng không em? Đây, dây nguồn ở đây. Dây nguồn của nó rất là ok luôn các bác nhá. 1.550 bao phí vận chuyển. Ngoài ra muốn cái tích cắt lớn hơn có thể tham khảo cho em con lưỡi 255. Đây nha các bác ơi, máy cắt nhôm 255 của Hukan các bác nha. Rồi, cực kỳ ok luôn. Con này nhìn các bác này. Con này thì mã máy của nó này. Rồi, có thể tham khảo cho em con DK B255. B255 cho em nha. Công suất là 1650W MS0255CR. Vòng tu là 7.900 vòng 1 phút. Con này nó là chạy dây cu loa nhá. Chạy dây cu loa cho tất cả khách hàng em. Tham khảo cái thông số kỹ thuật của nó luôn. Lưỡi 255 khi các bác mua hàng còn được tặng kèm một lưỡi cắt nhôm nhá. Được tặng kèm một lưỡi cắt nhôm như này. Và giá hiện tại phục vụ tất cả các bác em 1.630.000. Rồi, 1.630 nhá. Bao phí vận chuyển lưỡi 255 mà có 1.630 thôi. Nhân hàng các bác sẽ đều được kiểm tra hàng cho em là trước khi thanh toán nhá. Hàng công ty mình sẽ được bảo hành 6 tháng. Đây, thiết kế Hukan nó màu xám này. Màu xám rất là đẹp luôn các bác ạ. Đẹp xuất sắc luôn mà giá rất là rẻ. Và các bác lên tiếp cho em một mã máy cắt sắt bàn. Trời ơi, lưỡi 355 nhá. Công suất của nó này 2.500W. Rồi, mã máy này. Con MCS 2.500W luôn các bác. Con này chạy trực tiếp các bác nhá. Ôi giá vậy. Giá rẻ luôn, phục khách hàng nhà em. Con này thì các bác có thể tham khảo, cùng em tham khảo luôn. Rồi, 355 cho em, nhìn cho em cái thông số kỹ thuật, cái công suất của nó. Vòng tua là 3.800 vòng 1 phút. Mã máy công suất là 2.500W. Con lưỡi là lưỡi 355, cắm điện lưới 220. Hàng công ty, hàng của Hukan. Công ty họ sẽ bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc. Đợt này về hàng giá rẻ, còn được tặng lưỡi cắt đi kèm theo luôn. Mà hiện tại giá phục vụ tất cả khách hàng nhà em 1.650.000. Em bao phí ship. Nhân hàng là các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Các bác nhà em mang đi làm công trình công trường này. Rồi các bác nhà em có nhiều khi là dùng gia đình muốn mua một con máy cắt các thứ này. Đây tham khảo luôn cho em.
Hàng ngon, hàng công ty mà giá thì quá là rẻ luôn các bác ơi. Hôm nay đúng là quá rẻ luôn nhá. Rửa xe này, rồi là cắt nhôm, cắt sắt, rồi là các cái mã pin phụ kiện phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. Các bác mà có nhu cầu mã mặt hàng nào, alo trực tiếp cho bên em. Tất cả các đầu số thì em ghi trên màn hình rồi, là 0929 này 826628 hoặc 0982 826628. Cửa hàng bên em ở Lý Nhân Hà Nam, nếu các bác ở gần qua trực tiếp cửa hàng xem hàng, test hàng, mua hàng. Đặc biệt quan tâm kênh thì có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để cập nhật video mới nhất nha. Xin chào tất cả các bác ạ.